Rồi, về phiếu báo cáo chốt ca thì mình sẽ vào phần phê duyệt nhé. Đây, phần phê duyệt đây. Còn nếu mà không thấy thì mình sẽ vào cái phần không gian này. Đây, mình tìm cái app Approval, đây một con cam này, có hai cái dấu tích tích đây. Nhấn vào đây. Mình sẽ nhấn ở góc dưới bên phải đây nhá. Dấu cộng này. Dấu cộng. Đây, mình tìm cái phiếu báo cáo chốt ca. Hoặc là mình sẽ vào từng cái nhóm đây. Mình đã nhóm rồi đúng không? Mình vào đây này, báo cáo chốt ca này. Đây, chọn nhá. Rồi thì ở đây mình sẽ nhập như những cái gì yêu cầu. Yêu cầu nó có cái nút màu xanh đỏ đỏ này. Đây mình nhấn chọn thời gian bắt đầu. Ví dụ như mình đi làm vào lúc 13:40. Đây, báo cáo trong khoảng thời gian này. Đến 19:39. Ok. Thì mình sẽ báo cáo số tiền trong két. Còn 500k. Tiền đầu ca này. Đấy, mình nhập đại thôi nha. Tiền mặt chi này. Cái này thì mình có thể là tính toán ở trên này luôn. Ví dụ như tiền đầu quỹ này, đây là tiền tiền quỹ đầu ca 30 triệu đúng không? Và tiền chi trong ca 20 triệu thì còn 10 triệu. Và khuyến mãi các thứ nữa thì nó sẽ tự động tính ra cái tiền cuối ca cho mình thực tế. Số tiền thực tế còn lại và số tiền mình nhập vào đây và mình đếm được thì mình sẽ tính ra được cái số chênh lệch của nó. Và mình bàn giao này. Đây, bàn giao hết. Rồi mình bây giờ mình sẽ tải lên minh chứng nhá. Tải lên minh chứng này. Đây, mình có thể tải nhiều cái. Rồi, mỗi lần nó chỉ cho tải lên 9 cái thôi. Rồi, cái này mình có thể để nguyên bản hoặc là để nguyên bản tức là cái thước nặng ấy. Thổ bình thường mình cứ để nó mình bỏ chọn này cho nó đỡ nặng máy. Rồi, xác nhận này. Rồi để mình tải lên minh chứng đúng không? Mình có thể ghi chú ở đây. Rồi. Lệch 500k. Ok. Đấy, nhiều khi mình lấy tiền mặt mình không báo lại. Rồi, ví dụ như cái lệch này. Đây, tí nữa mình sẽ thêm cái phần tự động tính ra cái số tiền chênh lệch với khớp đây nhá. Rồi. Ở đây là quy trình sẽ là Rin là người phê duyệt này. Rồi xong này sẽ CC cho những cái người liên quan, ví dụ CC cho trưởng cửa hàng. Rồi mình sẽ nhấn gửi hoặc là không thì cái này bình thường thì mình không cần duyệt đâu cũng được, cho tự động CC thôi, báo cáo thôi. Có gì mình sẽ thảo luận với nhau sau nếu mà nó chênh lệch hay là bị sao đấy. Rồi CC thì người ta biết thôi, không cần duyệt. Bây giờ mình nhấn gửi nhá. Rồi thì cái phiếu của mình nó sẽ sang trạng thái đang được xét duyệt này. Đây là những thông tin của mình. Đấy, mình chứng cái thứ đây, phê duyệt đây. Nếu mình cần thảo luận gì thì mình comment vào đây. Xem này, nó giờ cái thao tác nó khá là nhanh, mình không cần phải gửi vào Zalo nữa. Gửi vào Zalo hay gửi vào máy thì nhiều khi nó bị trôi đi. Đấy, bữa nay là sếp sẽ không thống kê được những cái dữ liệu. Đây, nếu mà mình cần nhắc này, mình nhắc trực tiếp cho sếp này. Đây, đây là nhắc cho người phê duyệt nhá. Gửi vì nó ví dụ nó khẩn cấp đi thì mình nhấn nhắc đấy. Thì người ta sẽ nhận được một cái thông báo khẩn cấp. Rồi mình có thể thu hồi đây. Hay là CC đến một người nào đấy liên quan. Ví dụ mình sẽ CC đến cho chủ tịch đi. Đây, xác nhận. Rồi mình nhắn gửi nhá. Đây. Gửi. Ok, thì đấy là cái phiếu báo cáo chốt ca. Nói chung là dùng cái phiếu này thì nó ok hơn là việc mình sẽ chụp và gửi vào Zalo.